Thưa quý khán giả, vì tháng Giêng là tháng đầu tiên của năm mới nên hương xuân vẫn còn phảng phất trên các vùng quê. Mỗi người vẫn muốn được chúc nhau một năm mới nhiều điều tốt đẹp. Tuy nhiên, mỗi miền quê lại đón Tết với nét đặc trưng riêng. Trên hành trình khám phá đất Bạc Liêu kỳ này, chúng tôi mời quý khán giả cùng sơ lược một số hoạt động mừng năm mới của tỉnh Bạc Liêu nha. Có thể nói chương trình chợ quê ngày Tết là chương trình khởi đầu đón xuân Giáp Thìn rộn ràng nhất của tỉnh Bạc Liêu, tạo nên không khí vui tươi phấn khởi cho người dân Bạc Liêu với chuỗi các hoạt động dành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt tái hiện lại không gian sinh hoạt văn hóa chợ quê xưa trong những ngày Tết. Tổng cộng đã có đến 7 nội dung được diễn ra với sinh khí sôi nổi hào hứng. Mặc dù nội dung và đối tượng tham gia các hội thi khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung và đều được xây dựng chương trình hướng về văn hóa người Việt xưa nhằm nhắc nhớ thế hệ trẻ về cội nguồn dân tộc. Một trong số đó là hội thi bánh khéo dân gian. Các món bánh ngày xưa được làm bằng đôi bàn tay khéo léo của các bà, các chị dâng lên bàn thờ tổ tiên trong 3 ngày Tết. Ngày nay vẫn là những món bánh ấy, nhưng được chị em phụ nữ cách điệu hình thức trưng bày theo đặc điểm dùng quê Bạc Liêu, làm cho mâm bánh thêm phần bắt mắt và trang trọng hơn khi được dâng lên bàn thờ ông bà. Đây là nét văn hóa rất Việt Nam, luôn được ban tổ chức chuỗi sự kiện chợ quê ngày Tết gìn giữ và phát triển hàng năm. Sau những ngày vui xuân đón Tết, người dân Bạc Liêu, đặc biệt là anh em văn nghệ sĩ trong làng văn học nghệ thuật tỉnh nhà, háo hức đón chào một sự kiện nghệ thuật mở đầu năm mới. Có thể nói, Tết Nguyên Tiêu, kỷ niệm ngày thơ Việt Nam, luôn được anh em chờ đón như một chương trình khai lộc đầu xuân, mong một năm mọi hoạt động đều tốt đẹp, nhất là phong trào sáng tác. Với chủ đề Bản Hòa Âm Đất Nước, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Bạc Liêu đã tổ chức chương trình kỷ niệm ngày thơ năm nay theo một phong cách hoàn toàn khác, trong không khí cổ kính nhưng không kém phần trang trọng. Chương trình được diễn ra tại sân vườn dưới ánh trăng của ngày rằm tháng Giêng tại ấp Cả Vĩnh, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. Nội dung trình diễn phong phú cả về thể loại tác phẩm và cách dàn dựng chương trình như ngâm thơ, thơ phổ nhạc, thơ chuyển thể thành bài vọng cổ, sân khấu hóa, vân vân. Với 7 tiết mục được trình diễn, chương trình được khép lại với sự mãn nhãn của người thưởng thức, sự phấn khởi của anh em nghệ sĩ để bắt đầu một năm mới. Phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn thật sự đã mang lại niềm phấn khởi cho người dân vùng nông thôn nói riêng và người dân tỉnh Bạc Liêu nói chung. Vì thông qua loại hình này, người dân quê hoàn toàn có quyền hy vọng về nền kinh tế nông thôn sẽ phát triển, đặc biệt giữ chân những người con xứ sở không cù thực ở phương xa. Ở Bạc Liêu những năm gần đây, ngoài những điểm du lịch nổi tiếng mang nét đặc trưng của tỉnh, dần dần cũng đã có nhiều hơn những mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn được hình thành. Vườn chim Lập Điền ở ấp Lập Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu là loại hình du lịch sinh thái, nhưng lại được hình thành một cách rất tự nhiên trên khu đất gia đình của ông Thái Văn Sĩ, còn gọi là ông Sáu Sĩ, với diện tích rộng hơn 20 hectare. Điều thú vị ở đây là, ban đầu, vườn chỉ có mấy đàn cò nhỏ đến làm quen sinh sống, nhưng dần có nhiều loài chim tìm về trú ngụ nhiều hơn. Với số lượng tính đến nay khoảng hơn 40 loài chim quý có tên trong sách đỏ Việt Nam như chim soi, tràng bè, cò quắm, điên điển, nhiều nhất vẫn là loài cò, dạc, còng cọc, diệc, bạc má. Để giữ môi trường tốt nhất cho chim đến sinh sống nhưng vẫn phát triển được ngành du lịch ở địa phương, ông Sáu Sĩ đã phát triển mô hình vườn chim theo hình thức khách đến tham quan sẽ được ngắm chim trên những chuyến bè trôi nhẹ nhẹ trên dòng kênh, len lỏi vào trong khu vườn. Sau chuyến tham quan, du khách sẽ được thưởng thức một số món ngon đặc sản từ tôm, cua, cá được nuôi thả tự nhiên ở các dòng kênh nhỏ quanh vườn chim. Và trong không gian yên bình ấy, cùng ngâm nga theo tiếng đờn ca tài tử là món ăn không thể thiếu khi du khách đến với nơi này.
Ngày nay á, thì công việc á, nó xô bồ tấp bập, cái không khí ở Sài Gòn á, thì nó cũng hơi ô nhiễm nhiều. Rồi trong công việc á, thì bây giờ á, mình cũng hơi bị chết nhiều, nên em á, về dừng chim lập điền á, giống như là về em chọn cái vùng nông thôn, rồi không khí thiên nhiên nó trong lành mát mẻ. Em muốn về đây để em hưởng thụ cái là xả chết trong công việc của mình á. Rất là vui được đến thăm cái vườn chim lập điền này, mà thật sự là lần đầu tiên mà hiện đến đang trải nghiệm để xem có việc gì sẽ xảy ra. Thì thật sự mà nói bây giờ mình đi sớm quá cho nên chim mới chưa về, cho nếu mà chim về thì mình thì sẽ có những gì lý thú hơn. Nói chung lại là có được một cái sân chơi nữa dành cho giải trí nữa cho cái người du khách đó, thì đó cũng là điểm tốt. Vấn đề là mình khai thác ra sao để cho nó hiệu quả cho cái chủ đầu tư cũng như cho cái chủ vườn, bên cạnh đó cho người khách họ cảm thấy là họ rất là vui khi đến đi đôi đường khá xa, chuyển đổi xe lớn qua xe nhỏ, đó cũng là cái công vậy. Cho nên đến đây phải có một cái gì hay hơn nữa mới có thể lôi cuốn được người khách. Ở Bạc Liêu như tôi đi từ nay tôi thấy là tiềm năng là rất là nhiều, khá là nhiều. Cho nên cần cái giới chuyên môn để mà tham vấn cho đúng. Còn nhà đầu tư thì không phải là thiếu. Vấn đề là nhà đầu tư đó cần có những giới chuyên môn giúp cho họ có ý kiến đúng, để họ đầu tư cho đúng thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Vì tôi cũng đã đi đến Bạc Liêu rất là nhiều lần, thì tôi cảm giác rằng là ở đây cái tiềm năng nó nhiều lắm, đủ từ văn hóa rất là đa dạng, thức ăn rất là cũng là đa dạng phong phú, rồi cảnh trí cũng nhiều. Vấn đề là làm sao mình kết nối các điểm lại với nhau, khai thác mới hiệu quả hơn. Mô hình du lịch sinh thái vườn chim Lập Điền ở ấp Lập Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải tuy đã có từ lâu nhưng là mô hình tự phát. Sau sự kiện Ngày hội du lịch nông nghiệp nông thôn, các nhà đầu tư du lịch đã được tiếp nhận nhiều hơn những thông tin cũng như những nhận xét đánh giá từ các nhà chuyên môn, thì họ đã có sự thay đổi trong cách nghĩ và cách làm. 4-5 giờ là chim cò nó về rất đông, người ta đi rất nhiều. Sáng thì nó ít rồi, sáng nó bay đi nó cũng khoảng nặng nằm dạng 50 rồi, còn giấc chiều thì về rất đông. Cấp này thì ngày cũng vài đoàn nha, 1-2 đoàn. Nhằm bữa thứ bảy chủ nhật thì 4-5 đoàn không chừng. Nhằm bữa mưa thì ít, khách thì nắng thì khách hơi nhiều hơn. Bây giờ thì mình cứ việc mình đầu tư tới làm trồi chạy rồi đường đi đồ này cơ nè. Chúng tôi đến quan địa điểm cụ thể là nhà của anh Sáu Sĩ. Thì cái điểm này tôi đã đến cách đây là 5 năm rồi, năm 2018. Thì nơi đây thì sau khi rồi lúc đó là chúng ta cũng đi khảo sát cái sở văn hóa thể thao du lịch và có ở phòng văn hóa huyện cũng như là ủy ban nhân dân của xã là Long Điền Tây này, thì thấy rằng là chúng ta cũng thống nhất là sẽ xây dựng đây thành một điểm du lịch chỗ nhà anh Sáu Sĩ đó, thì để làm điển hình chúng ta phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn ở cái vùng duyên hải của Bạc Liêu này. Thì sau 5 năm tôi trở lại thì thấy rằng là anh Sáu Sĩ cùng gia đình cũng như chính quyền địa phương rất là ủng hộ với anh Sáu Sĩ, thì chúng tôi rất là cái địa điểm này rất thành công. Đến nay thì phải nói là ngoài những cái khu giới thiệu trưng bày mấy anh đã làm lại đó, thì nó phải có một cái khu, có cái khu là quảng bá giới thiệu cho cái địa điểm của mình. Rồi quan trọng nhất là chúng tôi lưu ý kỳ đó anh Sáu Sĩ là phải xây dựng cái tiện ích quan trọng trong có một khu du lịch, một điểm đến du lịch, đó là thí dụ như khu vệ sinh phải làm thật là hiện đại và thật là an toàn, thật là xanh sạch đẹp, và anh Sáu Sĩ đã thực hiện tốt cái này. Ngoài ra thì những cái cảnh quan mà chúng ta tiếp tục làm cho nó xanh quá, bền vững quá và thiên nhiên quá chỗ này đó, thì cho đa dạng sinh học càng phát triển thì anh Sáu Sĩ làm tốt. Hiện nay có thể nói vườn chim Lập Điền là một trong những loại hình du lịch tiềm năng của tỉnh Bạc Liêu. Quý khán giả thân mến, đến đây chuyến hành trình trên vùng đất Bạc Liêu kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi.